Xin chào bạn, các bạn có thể thấy là chỉ còn 30 giây nữa mình đã sắp lên level 17 cho nên có khả năng trận này sẽ bị hành. Dù kết quả ra sao các bạn hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh. Trận đấu 2v2 tiếp theo được diễn ra. Chỉ còn 15 giây nữa thôi, chúng ta chuẩn bị ăn hành bởi vì mình sắp lên level. Thường thường sẽ chơi với những người level cao hơn. Và chỉ còn khoảng tầm 16 điểm nữa lên rank rồi. Và lại còn có cái sao sao kia nữa chứ. Trận này thì đối thủ của mình sẽ chọn đồng đội ngẫu nhiên thôi. Trận đấu đã bắt đầu và trận này cũng biển. Mọi người thấy là nó có cả đường bộ nữa. Mình nghĩ biển chỉ là một phần thôi, bởi vì khi mình lên được biển thì công thì nó rút quân về đằng sau. Các bạn có thể thấy là biển mình có thể dịch lên những cái khu trên này một chút để mình lấy phần đất. Né né ra một chút. Chỉ cần lên những cái món này tiên quyết nha, để khả năng là ra lính luôn nha. Bê lính để chờ một chút này. Mình lên biển rồi cho nên là nó cái khả năng triển khai lính của nó rất là chậm. Mọi người thấy là nó đã bị thọt luôn cái đường lính rồi. Bởi vì lính mình sản xuất ra rất là chậm mà phải đợi vàng nó ra nữa. Nên sử dụng item mình chính xác luôn. Sau khi triển khai thì mình sắp chuẩn bị lên biển rồi. Chỉ 17 giây nữa mình sẽ dành tiền để lên biển. Resource container detected. 17 giây chắc đã trôi qua rồi. Và hiện tại là biển cũng đã được lên. Tiếp tục đưa những con lính đi sang phía bờ bên kia. Và ở đây thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái tháp canh để mình vươn. 195-197, nhà máy nước rất thiếu nhưng mình vẫn đánh. Lính chính xác hiện tại đã hết. Đây. Hai con này rất là nhanh. Sử dụng item đó là item mà không item. Sử dụng một cái đi. Insufficient energy. Cải thiện bằng cách đó là sử dụng bình chữa rét nhé. Nó có thêm năng lượng, tức là những cái nhà máy kia nó sẽ ép năng lượng lên để có điện dùng. Còn là lính bắt đầu mình sẽ tập trung tại đây nhá. Và sau khi sản xuất được lính thì mình sẽ đem lính đi dò luôn. Đây các bạn có thể thấy ra lính bắt đầu đã sản xuất ở trên biển rồi. Và thêm những cái trung tâm cung cấp nữa. Đây mình sẽ tích trên những cái điểm trên bản đồ để nó tự sản xuất và nó tự di chuyển. Mình được phải tích nhiều. Đấy, các bạn có thể 270 đã xây rất là nhiều trung tâm cung cấp nữa. Đây, ăn được thêm cái hòm nữa. Hai cái hòm rất là ngon trên tủ kia. Và các bạn cũng đừng quên đó là sản xuất thêm lính để thủ ở trên bờ biển nha. Đồng đội mình bắt đầu ra được biển rồi. Các bạn có thể ăn rất nhiều những công trình nữa. Bây giờ mình đang thiếu của nhà máy nước đấy. Đây các bạn có thể sử dụng những cái quả bom trực tiếp
tiếp xây dựng những quả bom ở đây luôn. Đây, sau khi mình đặt mình gài mình xong rồi bắt đầu mình sẽ ăn cái nhà kia. Mình không nhất thiết phải. Không nhất thiết phải qua đây là mình là phải sẵn sàng quân trên đất liền. Mấy quả bì là ngon rồi. Xin sự tàu level 1 luôn rồi. Trận này nó quyết tử đánh biển nên mình sẽ đẩy lên nhiều cái trục trên biển. Construction complete. Place the building. Mình bỏ bước như thế. Nhưng mà lính nhé, bên nhà này lính khác xây lên phía đồng đội. Place the building. Enemy detected. Allied unit is under attack. Thấy là bắt đầu nó đã sản xuất được cái game cấp 2 rồi. Hai sự thuyền bên trận này sẽ insufficient energy. Construction complete. Insufficient energy. Place the building. Insufficient energy. Nhưng mà mất tiền. Không muốn ra qua. Insufficient energy. Các bạn có thể ấn là cải thiện nguồn cung nhé. Chuyện 2 với 2 thì nó bị cái gì đem rồi. Insufficient energy. Nhà máy đang hoạt động rất là ổn định các bạn ạ. Bom đi, giải mìn đi, mình đã giải mìn ở trước rất là ngon rồi. Bắt đầu mình kiểm soát được cái khu trên biển rồi. Bắt đầu mình sẽ sản xuất thêm nhà các bạn. Các bạn có thể thấy là cái này thì còn còn gì nữa đâu. Còn cái đi làm luôn cái nhà làm luôn cái nhà xe tăng của nó. Triển khai chậm là còn cái nhịp à đủ đưa quân sang diệt luôn ngại gì. Được, mình đưa quân lính qua luôn. Chỉ luôn nhóm này luôn. Bắt buộc nó phải xây vào trong, tiếp tục sản xuất này. Rồi mình sẽ đưa lính ra. Đưa C2 vào lính 1. Thế thấy là đang thiệt hại rất là nặng nề rồi. Thế hai con máy bay lên đây thì hai con máy bay sẽ hai con thuyền sẽ đi trên này. Xuống
số lính này cũng gọi là để đem đi check mà. Làm luôn cái HP rồi đó nha, cho vui. Đây này, bắn đây này. Có chịu chưa? Sợ lên danh quá thì lại bị danh 17 nó hành chứ. Úi dồi, đi luôn đấy. Đây mình sẽ triển khai lên luôn máy bay nhé. Xây lên trên kia, triển khai lên luôn máy bay. Đây có thể đặt vài nhà máy lính vì nó rất là rẻ tiền, có thể bảo vệ những công trình phía trong. Các bạn thấy đồng đội đã lên những pháp ở những vị trí rất là quan trọng, có khả năng là ép được thủ được nhà. Đây đồng đội mình lên full lính một và xe một luôn. Chuyện lên máy bay rồi. Để chờ đợi 800 bản nên sẽ sản xuất máy bay luôn. Đây xin một mảnh đất bên phim đội bạn bên máy bay. Nhà đây mình kéo thuyền ra đây luôn. Để đến cái nhà thằng dưới này cũng nát nát. Xe 3 vượt. Thuyền ra chưa? Nát nó full, full công trình rồi vậy. Full này. Đấy tháp này. Xả gì mà. Đấy những con lính này vào check xem trong nhà nó còn đang làm cái gì. À, ghế đấy, ghế đấy. Đây, dịch ra tránh cái tháp của nó. Thuyền ơi, chạy đi em ơi. Lái tàu ơi, chạy đi. Đây, nó có thuyền rồi. Thiệt hại đấy, thiệt hại đấy, bà, thiệt hại đấy. Làm nước cái trung tâm cung cấp của phần này. Lâu quá nhỉ. Như này mình thấy đã nát nát rồi. Nó chơi để đến lượt thằng xanh qua kiểm tra lại nhà xem xây chưa. Tầm tay cũng tới này, đang có ảnh hưởng này, có ảnh hưởng các bạn. Cái nhóm lính này xuyên công bằng, bây giờ kéo bọn lính ra đi sao. Đặt luôn tích ở nhà nó luôn, tự di chuyển đi. Nhìn thôi. Quên mất triển khai máy bay. Kiểu thắng rồi ấy. Kiểu như 99% là thắng rồi. Chẳng phải triển khai. Quên luôn triển khai. Luôn vui mình quá. À đây. Chơi với nhà này lính của nó không có. Chơi với lính đang chết ngay. Mấy con lính này đang lạc đường. Không biết là đường đi đâu. Thì mình rất là hoang mang nữa. À đủ. Xây được thêm một đàn lính nữa rồi đấy. Thôi, lính mình coi như xuôi học không đi. Bây giờ không đưa lính qua đây. Đưa qua chiều chiều rồi.
tập trung vào bàn này lắm. Máy bay mình lên rồi, coi như là đều cho biết cho các bạn rồi. Triển khai chậm quá. Anh thuyền sang đây. Nó thua về thuyền đấy, chứ thuyền ở châu mà. Quan thì tài xanh là thuyền đất châu luôn. Đây thanh niên này chống cự rất quyết liệt. Khi mà xe 2 nó xuống rồi thì là xe này xuống luôn. Chắc là cái game một nhịp. Trận này cảm thấy nó nhẹ nhàng. Mình thấy lên thuyền cái mình đã thấy chắc thắng thôi. Thắng trên biển. Bây giờ thắng quân này một cái. Lấy thì bắn quân này không có chạy. À đây, bắn quân tàu. Bắn quân tàu rồi. Wow, xe máy nhiều tàu rồi. Từ đó chờ làm nhiệm vụ, chờ. Ôi, còn làm nhiệm vụ nữa. Sản xuất 5 thuyền chính xác của lại mai. Chờ làm nhiệm vụ á. Nào, chơi. Chờ làm nhiệm vụ. Đang làm việc chờ. Sản xuất 5 máy bay để mua 3 tàu ngầm. Ví dụ mua 3 tàu ngầm trên tàu. Mấy con này đấy. Chắc cứ bắn. Chờ. Bây giờ ba con này phải chơi bắn nhau chứ à. Đang làm nhiệm vụ đúng không? Bên nhiệm vụ cái thuyền Clayman là hoàn thành rồi đây. Để sản xuất 3 tàu ngầm nữa. Biết nó cũng biết tiếng kia đâu. Mình bắn sạch quân người này luôn. Thì đang làm nhiệm vụ nữa. Không biết đâu vẫn sẽ hạ. Chắc phải bắn sạch nhiệm vụ xong. Biết thế mình chưa công vội để mình làm cái nhiệm vụ đấy. Mình đang đánh trận này nó nhàm quá, trận này nhanh quá. Biết thế mình để quân nhiều tí. Xem cái phần hợp đồng của bạn trong game. Mình kéo 3 tàu qua đây này. Xem chúng nó ra bay mặt. Kéo qua là bụng luôn nhà đồng đội luôn. Nó chưa hàng đúng không ạ? Đang làm nhiệm vụ nha.
hội triển khai chậm nữa. Đây là nhiệm vụ. Construction complete, upgrade complete. Mình không làm sao để phá hủy được hai máy bay. Chứ không có cách nào. Allied base is under attack. Quay, quay lên phá nhà rồi. Mình phá một tí thôi. Đến điểm nữa thôi. Thôi 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 thôi. Cho anh tí. Hợp đồng nữa là sản xuất 3 tầng lần nữa. Bây giờ phải cho chúng mình bắn nhau đi. Bây giờ cũng là xác định mình bị việc hàng bán tiền. Không kịp ra vai tổng ngầm luôn. Đấy, hợp đồng cũng xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.